Mừng sinh nhật 9 năm Teletron Dallas Fort Worth trong khu Asia Times Square Arlington. Kính mời quý đồng hương tham dự 2 ngày nhạc hội hoàn toàn miễn phí. Thứ bảy ngày 1 và chủ nhật ngày 2 tháng 10 từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối, quy tụ nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Mai Thiên Vân, Lam Anh, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà, Phương Hồng Quế, Lương Tùng Quang, Hồn Hoàng Yến, Thiên Kim, Huỳnh Phi Tiễn, Loan Châu, Leon Vũ, Bé Heo Phương Loan, Nguyễn Tiến Dũng, Phương Yến Linh, MC Việt Thảo, Giáng Ngọc cùng ban nhạc Chi Thiện. Mừng sinh nhật Teletron Dallas, Cao Hồng Song 6 tuổi, chính gốc Đại Hàn, giá 100, sale 49 đồng. Đẹp cứng Luxury Lamborghini Italy phủ bạc 20 năm warranty, giá 13.000, sale 8.299 đồng, chỉ 173 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời. Tặng cặp gối Lamborghini 900 đồng. Ghế massage Singa JP 1100 Made in Japan, xoa bóp bốn huyệt toàn thân 5 năm warranty, giá 10.000 bớt 1.200 đồng, chỉ 183 đồng một tháng. Bàn ăn Sovaya 100% Made in Italy, thời trang sang đẹp, sale đến 35% off. Thứ bảy ngày 1 và chủ nhật ngày 2 tháng 10 từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối, quý đồng hương nhớ đến tham dự 2 ngày nhạc hội miễn phí mừng sinh nhật 9 năm Teletron Dallas Fort Worth trong khu Asia Times Square Arlington. 972-660-8999. Cũng thấy này, ông vừa mới nói gì đó. Phương Hằng có phải là vợ có mua cuồn cuộn? Tại vì sao quý vị? Cái này chỉ là câu hỏi thôi nha. Tại vì tôi ngồi tôi nghiên cứu lại cái đơn kiện đó, thì tôi thấy là không hiểu tại sao mua cuồn cuộn hay mua bà rịa mua cuồn cuộn mua giờ ông của mua có nhiều tên. Tại vì tôi thấy rõ ràng là bây giờ giữa hai cái người cuồn cuộn này giống nhau quá. Giống nhau lạ thường, quý vị, cũng thưa kiện rồi cũng chửi bới rồi cũng mạ lị rồi cũng vu khống người ta rồi cũng dùng những cái từ mà tục tiểu rồi rửa cu rửa đít rồi cất ỉa rồi đó quý vị, xong rồi hay thưa kiện. À, giống không quý vị? Xong rồi leo lên ngồi một mình rồi chửi bới rồi xong rồi bịa ra những cái câu chuyện mà hoang đường đó quý vị. Cho nên phải là mua cuồn cuộn mới nó giống mẹ cuồn cuộn được, mặc dù là mẹ cuồn cuộn bây giờ vô tù rồi nha. Thì tôi nói là có phải là vợ mua cuồn cuộn không, hay là mua cuồn hay là Phương Hằng là mẹ mua cuồn cuộn? Tại vì cuồn cuộn mẹ với cuồn cuộn con quý vị. Tôi đọc tôi thấy ở trong cái đơn kiện nè, đây nè, tôi khoanh tròn nữa vậy, Phương Hằng với Quỳnh Quy Dũng nha. Rồi xong rồi Mai đã xuất hiện ở trên Quốc Võ News Channel để mà cảm ơn Phương Hằng với her husband Quỳnh Quy Dũng for cái quỹ từ thiện đã khám phá ra những cái gì đó từ thiện lừa gạt ở Việt Nam. Do đó mà Nguyễn Tiến Dũng này bắt đầu những cái chiến dịch để mà quấy rối chống lại Mai với lại Meiji với lại cái gì những đứa con của họ. Trời ơi, không biết tôi quấy rối những đứa con của Meiji với lại Mai bao giờ quý vị. Thì đây là di sản. Để một lát tôi nói tại sao di sản. Và ba má của họ on their YouTube channel. Tôi có quấy rối ba má của Mai đâu quý vị. Ủa, tôi có quấy rối ba má đó không vậy? Có không? Đâu có đâu, tôi thành kính, tôi xin lỗi đàng hoàng mà. Không hỏi tôi đừng hình luôn, tôi không biết đó. Nhưng vậy quý vị, tôi quấy rối nào? Tôi biết cha mẹ của Mai gì đâu, parent gì đâu mà tôi quấy rối. Rồi, còn đây. Này, cái số 6 là trong nhiều cái remarks là thì Nguyễn Tiến Dũng đã nói là Mai là commit insurance fraud, là tôi nói nó lừa, nói tôi nói nó lừa bảo hiểm. Mà tôi nói nó lừa bảo hiểm nào quý vị? Tại vì nó nói là tôi dẫn cướp tới nhà nó bắn ít nhất 2 lần quý vị. Rồi xong rồi nó kêu tôi với lại phố Buôn Sa tới quay hình của nó là tại vì nó bị cướp bắn gì đó. Rồi xong cái sau đó cái nó kêu tôi là phải lấy cái đó xuống, tại vì cảnh sát với lại luật sư của nó là phải kêu lấy cái đó xuống. Thì buộc lòng tôi nói rõ ràng, tôi không có chắc mà tôi nghi ngờ anh hại tôi là bởi vì có cái vụ mà qua mặt bảo hiểm trong này hay không. Tôi nói rõ ràng tôi nghi ngờ. Bởi vì sao? Nếu mà tự nhiên cái tiên tôi nói anh Mai không làm thì tôi nhiên tôi mãi mày lừa gạt bảo hiểm, cái là tôi sai, được không?
nó quá xúc phạm tôi, nó biến tôi trở thành những kẻ cướp gì. Là tôi vì lòng nhân đạo tôi chưa có thưa nó đâu, mà để tôi coi hẳn ra mừng răng, xử ra mừng răng, xong rồi bắt đầu tới phiên tôi. Không có lý do gì quý vị mà tự nhiên rồi nói tôi trở thành mấy người ăn cướp. À, xong rồi còn đây, Mai là cộng sản, Mai là được cộng sản support để gì là những người kẻ cướp của Việt Nam tấn công America. Ồ, có không quý vị? Có không quý vị? Có những cái kẻ mà tấn công America, nước Mỹ không quý vị? Để tôi phải mở cho nó nghe, để cho nó tâm phục khẩu phục nha. Chứ không thôi là nó nói tôi bịa ra. Mà thằng nào con nào bịa không biết, cái thằng này con này không có bịa nha cưng. Này, trời sao ông được người ta thương quá vậy ta. Có người bữa nay nhắn với tôi nói là order cho ông một ly nước đặc biệt. Mai nghe không Mai? Từ khi có những cái hải ngoại đổ về Việt Nam, thế giới showbiz mới bắt đầu hư hỏng. Trước đây không hề có. Ai đã cầm đầu cho tụi bay hư hỏng? Có phải những ca sĩ hải ngoại đổ về đây mà cái nền văn hóa nước nhà bắt đầu hư hỏng không? Quý vị thử lội ngược dòng ngược gió xem tôi nói có đúng không. Trước đây không hề có. Để nhiên Mai, thấy lên hôm nay mày rất là thần tượng của Hằng, vẫn thần tượng, vẫn ủng hộ của Hằng, hai tay hai chân, như bao nhiêu anh em mình đã tặng bông của Hằng. Ở Mỹ, chính sách tự do khốn nạn đã dẫn đến hậu quả là dẫn đến hiện tại Mỹ có đến gần 700.000 ca tử vong đến thời điểm này. Ấy vậy mà vẫn có rất nhiều người đang sống ở Mỹ vẫn cố gồng lên bằng những biện bạch yếu ớt và bất lực. Là nhiều người tin tưởng rằng là thiên đường, nước Mỹ là thiên đường, mà cái tự do khốn nạn của nước Mỹ đã lấy đi biết bao nhiêu mạng sống con người. Trời ơi, đúng ngay tim đen của em, hạnh phúc vô cùng. Em thành nước Mỹ thí người để giữ kinh tế, và đặc biệt là nước Mỹ không coi người Việt Nam ra gì. Đó là cái đau lòng và cái tổn thương nhất mà có thể người Việt Nam nhận ra. Em muốn trở về Việt Nam, không biết sẽ làm bằng cái gì để sinh tồn. Cho nên đó là cái điều mà phải cắn răng chịu đựng ở Mỹ. Cái điều đó em đã tiếp xúc với rất nhiều người em biết. Nhưng ở một cái đất nước Mỹ, người Việt Nam cũng bị đối đãi rất là ghẻ lạnh, chứ không phải như là thiên đường họ nghĩ. Thứ nhất, anh nói là cái khốn nạn của cái tự do. Cái thứ hai nữa, anh nói về cái cuộc sống của nước Mỹ. Cái cậu gì Trung Quốc quy ở bên Mỹ đó. Tôi nói thật anh, ở trong Đại Nam tôi nè, mà tôi gặp cậu đó tôi sắp tôi thả trong chuồng cọp. Thì thôi, cái chết của mình á, phục vụ cho con thú. Yeah. Em hiến thân cho con cọp đi, để có một chút gọi là công đức. Chính phủ Mỹ kỳ thị Việt Kiều kìa. Người ta chứa tụi mày giống như là những cái gọi là thứ rác rưởi. Chứ người ta coi tụi mày ra cái gì. Tụi mày là loại mà rác vệ sinh ở bên Mỹ á. Đi qua Mỹ ăn cướp Mỹ chứ không ăn được đồ Mỹ nữa. Nhục chưa? Không có trình độ tư duy. Cái trình độ của tụi mày so với tao thôi mà không có cửa đâu. Tụi mày đi so với một quốc gia. Trời ơi, tụi mày nằm mơ cái gì vậy? Mẹ tụi mày chưa qua được tao nữa, chưa qua được bà Nguyễn Phương Hằng, tụi mày qua được ai? Lũ bẩn thỉu, tụi mày là những con virus đi qua bên Mỹ ăn cướp Mỹ. Trời ơi, nó nghe nó nhục chưa? Tụi mày ức đúng không? Thì tụi mày, tao đã nói rồi, tao nếu một cái giải pháp tốt đẹp nhất là mày mua súng mày bắn chết mẹ mày đi. Mày bắn đồng đội mày đi rồi mày lên đường luôn đi. Tụi mày trời ơi, tao nói thật, cái đầu óc của tụi mày cứ không. Đó, tụi mày ỉa ra tụi mày ăn luôn đi. Để nhiên Mai, thật ra là hôm nay mày rất là thần tượng của Hằng, vẫn thần tượng, vẫn ủng hộ của Hằng, hai tay hai chân, như bao nhiêu anh em mình đã tặng bông của Hằng. Tụi mày bạc nhược từ tâm hồn cho tới cuộc sống, cho nên tụi mày suốt đời không ngóc đầu lên được. Là như vậy đó. Rồi chúng mày nghe chưa? Mày nghe người Việt Nam bị ở Mỹ bị đối xử tệ chưa? Đó, sao mày không khởi nghĩa đi? Sao vậy, tôi đang làm nhục tập thể mà không ai dám lên tiếng làm vậy? Vậy thì đúng không quý vị? Chị Hằng, anh Dũng cũng nên coi, tôi nghĩ là hai vợ chồng anh Dũng và chị Hằng rất là vui khi biết tin này. Anh nhất là có người cũng
đồng hành của anh Dũng và chị Hằng. Okay. Tôi cảm ơn anh Mai Vũng Tàu. Tính của anh Mai với tôi giống nhau. Rất tiếc là thằng Tiến Dũng nó ở bên nước ngoài. Nhưng ngày hôm nay quý vị thấy không, đã có người giết hắn hai ta. Em gửi lời cảm ơn vợ chồng anh Mai. Cho nên tôi nói quý vị rằng là hôm nay đã có một người thay tôi làm cái câu chuyện với lại thằng Tiến Dũng. Anh không thiếu tiền để kiện luật sư chơi với nó. Nếu anh cần tôi vẫn đứng sau lưng hỗ trợ anh. Đối với tôi 1 triệu đồng, 1 triệu đô, 2 triệu đô để tống thằng này vào tù, tôi không hề tiếc một phút nào hết. Tôi cảm ơn anh Mai Vũng Tàu. Một cái người bị thua quý vị, khi mình nhận cái từ thua mình phải mướn luật sư để gì đại diện mình cãi lại hay là defense cái đó là chống cãi lại, lại chống cãi lại. Nhưng mà biết biết không, luật sư bên Mỹ mắc quý vị 5 cho đô 1 giờ. Thì thông thường một cái vụ kiện á, mỗi bên tốn hàng đến Việt Nam hàng tỷ ha, gây gì đó hả, giờ trăm ngàn. Anh biết tội mà anh biết rồi. Mỗi bên á thì phải tốn vài trăm ngàn. Thí dụ như mà anh có xin lỗi bên ngoài không, đây mình khoe khoang. Thí dụ nhà nào mà có tiền thì không sao, nếu mà không có tiền thì chết, thì mệt lắm. Nó là mệt. Anh ấy muốn luật sư mà trong khi anh được YouTuber nhiêu tiền đâu. Mà anh phải tốn luật sư. Đây mình không hâm dọa, đây là sự sẻ sẻ. Anh có tiền nhiều lắm đó nha. Anh Tiến Dũng nên thấy nên làm. Có tiền nhiều nên có cái vụ để nói dối tòa đó phải không? Điều đó chắc chắn. Nhưng mà cái đó là bắt buộc phải chi trả luật sư ở bước này. Bây giờ anh có 2 đường chọn. Một, anh không trả mướn luật sư. Thì anh sẽ thua bởi default, tức là sao? Tôi nói cho anh là anh thua hết á. Tôi chỉnh qua, ôi ngày tại anh này tôi là đây. Ok, anh không ta tò mà, anh thua. Rồi sao tôi lấy cái chắc tò á, tôi sẽ kiếm anh, lấy tiền của anh. Thí dụ anh được YouTube 10.000 đô, tôi lấy tiền YouTube ra luôn. Thí dụ trong nhà băng anh có 10.000 đô, nó gọi là levy. Là tôi có quyền lấy tiền cho băng anh luôn. Mà thí dụ như anh đi làm ở một chỗ nào đó, tôi biết hết. Thí dụ một chỗ nào ABC đi, tôi lấy tiền, cái tiền tôi nhà băng ra được luôn. Đó là một cách. Cách thứ hai á, anh phải muốn luật sư lại, anh phải trả lời cái lá thư thực hiện của tôi. Mà anh biết đúng hay sai gì á, anh phải trả lời luật sư. Rồi mà khi mà tôi lấy lời cung của cái người rồi bị thua đó, lấy lời cung. Đúng không, thì anh cũng phải muốn luật sư trả lời, đúng không? Chứ nó bạn sao, có những cái người ta hỏi xoáy mà mình trả lời sai mình chết nữa, thì anh phải mướn một luật sư đứng kế bên. Rồi mình phải mướn một cái chỗ nào đó để nó gọi là deposition, lại lấy cung á. Nhưng mà có nhiều loại người luật sư, người ta cố tiền làm cố tình anh tốn tiền, cứ dễ chuyện anh hoài, cứ kiếm cái anh hoài, thì cái người bị thương hay là cái người thương đều mệt hết, tốn tiền hoài. Rồi đúng hay sai chưa biết á, tạm thời đi ha. Tôi nói là chuyện chưa ra tòa là anh phải rất là mệt mỏi, được tiền. Ok, mà biết đâu anh ra tòa anh thua sao, biết đâu anh thua sao, đúng không? Không phải anh không có tiền không sợ chưa chắc, tại vì anh đi làm tiền người ta lấy được chứ. Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt các quyết định tố tụng và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng. Rồi thưa quý vị, thì hôm nay đó, giờ đó anh Dũng chị Hằng rất là vui ha, khi biết cái tin mà anh thưa đó ha. Rồi anh Dũng chị Hằng cho em tiền ha, rõ ràng ha quý vị, đâu có sai. Rồi trong này rồi tự động nó nói là Maisy, rồi giờ my apply to Maisy as well. And that she was a monster, hooker, slut, a cheater, vân vân. Đó, những cái loại này thì bây giờ gương chiến đấu nha quý vị. Gương chiến đấu, mình phải chiến đấu cho tới cùng nha quý vị. Bây giờ đã bắt đầu chiến đấu rồi đó hả? Nào giờ chiến đấu mà. Do đó mà nó nói tôi mấy tháng nay nói thế này thế nọ. Hồi đó đến tha thứ. Hả? Hồi đó có tính tha thứ mà. Cũng tính tha thứ. Thế nhưng mà bây giờ chiến đấu rồi hả? Bây giờ cái máu ác nó nổi lên. Nó là thằng này không thể nào xoay chuyển được. Thì bây giờ như vậy, Dũng nói tới quý vị một điều, mình bị cướp nó tới mình thì thôi, có của đưa cho nó, đi đâu đi. Hoặc là đứa nào nó tới nó tấn công mình ngồi im, nó vẫn tấn công mình, nó vẫn đánh mình. Mình phải đứng lên, mình phải quất lại nó nha quý vị. Thì mình ngồi im nó vẫn đánh, mà mình đứng lên mình đánh lại nó đó, thì hoặc là nó bỏ chạy, còn hoặc là nó đánh lại mình thì mình có gãy chân thì nó cũng bể đầu. Phải là như vậy nha. Do đó đó mà tại sao bây giờ nó thưa tôi ra tòa, nó nói tôi 90 cái gì làm 90 cái video clip chửi nó. Có không?
ở đâu ra mà 90 video clip chửi nó không gì. Nhưng mà từ 90 cho tới 90 bị phạt cái gì, 900 cũng được xem. Thì cưng ơi, mà mu cuồn cuộn xem anh chiến đấu nha cưng nha. Cho cưng á, vợ chồng nhìn nhau bẻ bàn. Cho cưng á, ra đường mà không dám dòm thiên hạ. Bởi vì sao ủng hộ một cái con cuồn cuộn mà sỉ nhục cái nước Mỹ, con của vua của người Mỹ, mẹ cha rồi gia đình chồng vợ cũng sống bên Mỹ, mà lại ủng hộ một cái con mà sỉ nhục cái nơi mình sanh ra, thì cũng không có gì. Tôi không biết cái này là do tính tình trời sinh hay là do giáo dục gia đình. Hôm bữa nó nói với tôi là nó tạo điều kiện cho tôi xin lỗi. Ủa thì tôi xin lỗi rồi nó cũng không chịu cái gì. Ông xin lỗi bố mẹ của anh Mai Vũng Tàu không? Tôi xin lỗi rồi. Ủa muốn tôi xin lỗi lại không? Tôi xin lỗi vậy nè quý vị. Có nhiều người không biết. Xin lỗi lại, tôi xin lỗi lại lần đầu tiên á. Thì tôi xin lỗi xong cái nó chửi tôi nữa. Tôi nói chứ bây giờ con xin lỗi tới hai bác. Con là Nguyễn Tiến Dũng. Cái lỗi của con là con nghĩ con đánh giá cao anh Mai quá. Con nghĩ anh Mai là được hai bác giáo dục rất là đầy đủ. Cho nên con nghĩ là ảnh không bao giờ thốt ra những cái lời như là tục tiểu, là rửa cu, rửa giái, rồi đi ỉa, rồi rửa đít, người ta nhắn tin cho con giống vậy. Rồi ảnh lên ảnh du khống, ảnh nói chuyện bậy bạ như vậy. Nhưng mà thật ra cái đó là lỗi của con, tại con nghĩ ảnh là được giáo dục thôi, chứ thiệt ra ảnh đâu có được giáo dục bởi cha mẹ. Mà tại vì mình nghĩ người ta được giáo dục thì cái đó là lỗi của mình, tại mình đánh giá sai người ta. Ủa gì, tôi nói gì đâu, gì đâu sai đâu quý vị. Đúng không quý vị? Cái người đó không có giáo dục, cha mẹ không dạy, không biết dạy, tự nhiên cái mình nghĩ là ô Ngô Bà Rịa này nó được giáo dục đầy đủ, giờ cái nhiên lòi ra nó không có giáo dục, thì đó đâu phải tại lỗi của nó, tại mình đánh giá nó cao thì mình phải ráng chịu. Cái tôi xin lỗi ba má nó vậy, cái nó không chịu nhảy lên chửi tôi. Cái tôi buộc lòng tôi phải xin lỗi lại. Tôi nói dạ thưa hai bác, cái đó là lỗi của con, tại vì bây giờ rõ ràng là anh Mai có giáo dục chứ không phải như lần trước con xin lỗi sai, lần này con phải xin lỗi lại, tại vì anh Mai họ Trương có được giáo dục của hai bác sanh con ra, mang nặng đẻ đau xong hai bác giáo dục, nhưng mà hai bác giáo dục toàn là cặt với cu, với lại rửa đít, với lại chửi bậy rồi phát phiết được không à, là có giáo dục nhưng mà giáo dục giống như bác đang dạy vậy đó. Cho nên cái lỗi của con là hôm bữa con tưởng anh không có giáo dục, mà kỳ này anh có giáo dục, mà giáo dục theo truyền thống gia đình kiểu vậy. Cho nên thôi giờ con xin lỗi bác. Chứ ông cũng không chịu nữa, chửi tôi quá trời luôn. Chứ có thể xin lỗi chưa đủ chứ. Dạ, xin lỗi chưa đủ thì thôi bây giờ tôi xin lại. Tôi phải xin lỗi lần nữa. Xin lỗi thêm thì chứ không phải là tôi xin lỗi. Mà kỳ này là tôi xin lỗi anh Mu. Anh Mu cuồn cuộn. Đó là hôm bữa là tự nhiên cái anh có riêng một cái kênh YouTube rồi. Đúng không? Có riêng một cái kênh YouTube tên là Bonsai, có mới nói cái gì. Có một người đó nói là phải xin lỗi có tâm thì mới được chấp nhận kìa. À, thế bây giờ là có tâm nè. Okay. Hôm nay xin lỗi đó. Là tôi xin lỗi anh Mu, tôi chia buồn với anh là tại vì thân mẫu của anh qua đời. Thì tôi không biết nói sao. Mà tôi khi mà anh lên trên cái kênh đó, anh nói là má anh qua đời tôi mới biết. Chứ thiệt ra tôi không biết, mà tự nhiên cái tự động cho là cái thằng đó nó phải biết má tôi qua đời. Ủa sao tôi biết được trời? Tại vì tôi post trên Facebook rồi, tôi có bạn bè với anh đâu tôi biết. Cái nói là má tôi qua đời thì thôi bây giờ mình cũng phải xin lỗi. Cũng phải xin chia buồn. Rồi xong rồi bây giờ tôi xin lỗi là tại vì những cái mà thành quả của bác nó đem theo nó còn thiếu. Tức là khi mà một người mà qua đời quý vị, thì người ta sẽ chôn theo những người đó như là vàng bạc đá quý hay là của cải quần áo gì đó thì chôn theo. Còn có những gì đó người ta đốt theo, vô đốt với tiền vàng bạc, đốt tâm thư hay đốt cái gì đó thì đốt theo. Thì ngày hôm nay đây, những cái điều hay ho nhất của dòng họ tôi sẽ xin đốt theo cho bác, để bác đem theo, tại đây là vinh dự của gia đình. Tôi trích xong đó ra ba cái tin nhắn nha quý vị. Trong rồi những cái tin nhắn khác là chửi bới rồi fucker rồi
mày tao rồi xong mày dùng hết cái gì bây giờ như vậy. Đối với lại bác đã qua đời thì bây giờ như vậy. Tôi xin in ra ba cái tin nhắn mà của anh Mạnh Trương nhắn cho tôi. Đây, em busy cleaning my dick in restroom now. It smells bad, but I think somebody like it, I guess. Tức là tao đang bận để rửa con cặc của tao ở trong cái cầu tiêu bây giờ. Thì nó thúi lắm, nhưng mà tao nghĩ là có nhiều người thích nó. Đây quý vị, đây tôi in ra rồi, một lát nữa xin bác gái mở mắt ra nhìn cho kỹ những cái điều mà thành quả của con trai yêu quý của bác nha. Rồi con sẽ đốt xuống đó để bác đem theo để cho gia đình tổ tiên có thể nhìn thấy. Rồi I need to đi ỉa và clean my dick, you want to wait for me, là tao cần phải đi ỉa và rửa con cặc của tao, mày có muốn chờ hay không. Đây nha quý vị, có mới nói thì tôi cũng có mới nói. Rồi thì cái này tôi sẽ đốt xuống để cho đó là thành quả, mà cái đây là điều quý giá, tình mẹ con mà, mình dạy con mình sao thì mình nhận lại được cái đó. Tao đã hoàn tất cái việc mà rửa cái hậu môn của tao và rửa con cặc của tao. Tao cần phải đi gặp gỡ our team và way forward your live stream so fun. Cái mặt của mày nói lên điều đó nè. Đây, clean my ass. Nha quý vị. Rửa đít, rửa cặc, rồi xong rồi rửa cái bộ phận mà giao hợp với là bộ phận mà làm ra con người. Đó quý vị, đây. Thì bác nên hãnh diện về điều này. Nó nói tôi á, là mày mày messy wrong guy. Dần. Vì nhớ nha, gương chiến đấu mình phải làm để cho nó hãnh diện với đời. Còn nữa, tuần này tôi đốt cái này, tuần sau tôi đốt cái này. Đây. À, ai là má vợ, ai là má của Maisie vô đây coi con rể nè. Nó viết rõ ràng ra Maisie as well. Cũng giống như là một con quái vật. Đây là Mai viết nha quý vị. Đây là Mu cuồn cuộn đánh máy ra cái điều này. Tuần sau tôi gửi cái này đi xuống cho bác. Rồi. Để còn hãnh diện với dòng họ tổ tiên nữa là đã tạo ra một con người và dạy dỗ được như thế này. Xong. Tuần tới nữa tôi đốt cái này. Nguyên một cái bộ của tòa đây. Tên ở dưới là Daniel Trần, là tên tôi, là cái người in ra cái này. Tại cái này là public nha quý vị. Là nó Mai nói là Mai nghèo khổ rồi, Mai không có tiền trả tiền tòa nha quý vị. Rồi đây. Rồi xin trả 80 đồng thôi nha quý vị. Trong khi đó là nó bỏ ra 400-500 ngàn hồi nãy quý vị nói ha. 400 ngàn để thưa để kiện Tiến Dũng ha. Trong khi đây là tuyên thệ gạt tòa án Mỹ nha. Rồi. Thì tôi đốt từ từ. Bây giờ tôi đi đốt đây. Thế vì đốt vàng đốt bạc thì tôi đốt thành quả của giáo dục gia đình. Nè. Chắc biết là Facebook có quay được không? Tại vì có những đứa con á, mà nó dành tặng những cái sản phẩm, những cái mà thành quả tốt đẹp này thì mình nên cho đứng sinh thành đem theo. Ủa cái này là cái hộp quẹt phải không? À cái đó. Sao lạ vậy, nó kèm khu bia phải không? Hộp quẹt đẹp quá vậy. Rồi, tôi mong là bác biết được tiếng Anh. Tôi tự quay hả? Hay là ông quay giùm tôi? Tôi quay giùm tôi ha. Ông đem hai bên mấy. Một cái đây ở bên Facebook thì kể khỏi đi mất công. Dạ, kể không? Giờ tới nằm trên cái chân luôn. Không hiểu là một người con, và khi mà có người nào đó tặng cho, gửi cái này xuống cho đấng sinh thành của mình thì nghĩ gì? Hả? Nguyễn? Yeah. Yeah, I'll do this one.
go over there, have a snack. Yeah, snack over there. At the corner. Yeah, thank you. Đây, tôi không biết tên bác là gì nhưng mà con của ai thì người đó ra nhận nha. Xe ra chút hả? Đây này quý vị, rồi finish ha, rửa cặt rửa giái ha, rồi trời, bác có nhận không? Gì? Bác phải nhận thôi chứ giờ ai nhận vậy? À, rồi ngã xuống. Ông gửi express hay sao? Để nhận được liền vậy. Anh Dũng anh gửi là FedEx đó nha quý vị nha. À, gửi cái nhận được liền á, ông trả cước phí cao phải không? Trả cước phí cao. Có mấy đồng tiền in thôi. Rồi bây giờ ai chữ tôi chịu. Nhưng mà đối với những cái loại này đó là phải như vậy mới được. Tại vì tự bản thân đó, nó phải biết tự trọng. Do đó mà nên tôi nói về cái gương chiến đấu. Rồi làm ra một cái kênh và tiếp tục mã lị thôi ha. Được. Không sao hết trơn. Gửi phát nhân và dừng cháy nhà chứ. À, mình ma bắt người có mặt ấy không phải ông đi vừa, với, đi với bụt mặc mặc áo cà sa ông vừa mới gửi có người gửi bác không phải là bác gửi lên bác order 7 list lên cho ông. Yeah. Thuốc đắng giả tật. Ông cảm ơn bác chưa? Ừ? Cảm ơn bác chưa? Không biết nhưng mà vậy thôi, giống như là có gì đó thì đi 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 về đi không? Bây giờ có gì đó thì hồi xưa có gì thì người ta hay đi mét má mét ba. Thúy Nguyễn, ông đó nói dơ bẩn mình nói với người đó thôi. Đừng lôi mẹ người ta ra. Không cha mẹ nào dạy con điều đó. Đủ tuổi trưởng thành họ chịu trách nhiệm việc của mình làm. Nha quý vị, tôi đang cứu nhiều người. Chị Thúy Nguyễn là nói không có sai. Nhưng mà tôi đang cứu nhiều người bởi vì không có những bài học này thì nó sẽ đi hại thêm những người khác nữa thưa quý vị. Nó sẽ đi thưa, đi kiện, đi vu khống như người khác. Rồi quý vị nghe con Nguyễn Phương Hằng rồi nó nói với quý vị. Nó cổ suý cho Nguyễn Phương Hằng là chà đạp cô Phi Nhung mặc dù cũng qua đời rồi đúng không quý vị? Thì bây giờ mẹ bác gái qua đời rồi thì tôi đâu có bịa cái gì ra tôi gửi bác gái đâu. Những cái điều đó của con bác mà. Cái đó là quý giá lắm, đem theo thôi. Rồi. Relax together, bớt giận, tôi có bớt giận. Nhưng mà còn nữa nha, tuần sau sẽ làm gửi tiếp một cái giấy này là nó tự động nó nói vợ nó lại cái gì
làm gái đứng đường với là cheater với cái gì đó. Tiếp theo cái này. Và cô Maisie coi cho kỹ nha. Cái này là chồng cô viết ra nha. Rồi. Và cô tự đứng đơn để thơ về cái việc này, có tên cô trong cái người thơ nữa. Thì là cô chấp nhận cái chuyện này. Cho nên cả hai vợ chồng giống nhau. Chỉ riêng là xin thơ với hai bác ở nhà là má của chị Maisie, ba chị Maisie, để xem con rể và con ruột của mình tự động bêu nhau ra là cái gì đỉ điếm với lại kẻ lường gạt rồi kia đây. Này cho cái này nha, thì sao tôi đốt đi. Còn mà lừa tòa nha, tuần tới nữa tôi đốt tiếp. Tại vì cái này là thành quả rất là quý giá. Đó. Do đó mà khi mà sinh con ra nhớ nha, mình dạy tốt thì mình sẽ được những thành quả trái ngọt. Mà mình dạy như thế nào đó thì mình sẽ nhận được cái đó. Tôi không có nói bậy. Mà tôi không có gửi cái gì tầm bậy tầm bạ qua cho, mà tôi gửi chính sản phẩm của con mấy người đó đi đó, cho để cho họ hãnh diện với lại tổ tiên ông bà. Mừng sinh nhật 9 năm Teletron Dallas Fort Worth trong khu Asia Times Square Arlington. Kính mời quý đồng hương tham dự 2 ngày nhạc hội hoàn toàn miễn phí. Thứ bảy ngày 1 và chủ nhật ngày 2 tháng 10 từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối, quy tụ nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Mai Thiên Vân, Lam Anh, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà, Phương Hồng Quế, Lương Tùng Quang, Hồ Hoàng Yến, Thiên Kim, Huỳnh Phi Tiễn, Loan Châu, Leon Vũ, Bé Heo Phương Loan, Nguyễn Tiến Dũng, Phương Yến Linh, MC Việt Thảo, Giá Ngọc cùng ban nhạc Chi Thiệt. Mừng sinh nhật Teletron Dallas, Cao Hồng Song 6 tuổi, chính gốc Đại Hàn, giá 100, sale 49 đồng. Nệm cứng chống đau lưng 100% made in Italy, 20 năm warranty chỉ 999 đồng. Ghế massage Sinh Ca made in Japan, 3 năm warranty chỉ 4.999 đồng. Hello tất cả quý vị, Tùng Quang rất là vui và hân hoan để sẽ đến với chương trình của Teletron cùng với tất cả anh chị em nghệ sĩ. Hy vọng ngày đó sẽ được diễn kiến và hát cho tất cả quý vị. Quý vị nhớ đến ủng hộ cho những chương trình đại nhạc hội của Teletron nhé. Thank you, bye. Nệm cứng luxury Lamborghini Italy phủ bạc, 20 năm warranty, giá 13.000, sale 8.299 đồng, chỉ 173 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời. Tặng cặp gối Lamborghini 900 đồng. Phương Linh rất là vinh dự góp mặt trong chương trình đại nhạc hội của công ty Teletron sắp tới. Mong rằng sẽ được gặp lại tất cả quý vị trong những show diễn sắp tới, cũng như là mong quý vị sẽ ủng hộ công ty Teletron. Phương Hồng Quế xin giới thiệu đến quý vị chiếc máy rung tan mỡ giảm cân Dr. Fuji, giúp chúng ta tan mỡ giảm cân, có thân hình thon gọn, đã thông kinh mạch, sức khỏe dồi dào mà không phải mất nhiều thời gian. Chỉ cần 15 phút mỗi ngày trên chiếc máy, tương đương với 1 giờ đồng hồ đi bộ. Phương Hồng Quế mong rằng mỗi nhà nên có một chiếc máy rung tan mỡ giảm cân Dr. Fuji để mang lại sức khỏe cho cả gia đình. Máy rung tan mỡ giảm cân Dr. Fuji giúp cho thân hình thon gọn, cơ thể khỏe mạnh, giá 5.000 bớt 1.000 đồng, chỉ 2 đồng 80 cent một ngày. Mừng sinh nhật 7 năm Teletron Eden Center, Washington DC. Mình xin giới thiệu quý vị, đây là chiếc ghế Sinca JB1100 chế biến tại Nhật. Thì Mạnh Quỳnh rất là thích, vì Mạnh Quỳnh đã order một cái rồi. Thì quý vị biết là mỗi lần mình đi đâu thì mệt mỏi thì phải ngồi cả ngày, về chỉ nửa tiếng đồng hồ vô cái máy này là bảo đảm quý vị người mình khỏe, mình thoải mái. Đâu, thử nghe mình đi, thử đi, sẽ tốt lắm á. Ok, bye. Ghế massage Sinca JP 1100 Made in Japan, 5 năm warranty, giá 10.000 bớt 1.200 đồng, chỉ 183 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời. Mai Thiên Vân xin chào tất cả quý vị. Và sắp tới đây thì Mai Thiên Vân cùng với tất cả các anh chị em nghệ sĩ sẽ có một cái chương trình văn nghệ. Nên Vân xin mời quý khán giả và tất cả quý khách hàng đến cùng thưởng thức và chia sẻ cùng với Mai Thiên Vân và cùng lắng nghe các anh chị em nghệ sĩ cùng hát và cùng vui với các anh chị em nghệ sĩ trong dịp này. Rất là thân mời tất cả quý vị. Mai Thiên Vân xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Như Quỳnh đã có được chiếc ghế của Teletron giống như là có 6 người đang massage cho mình từ đầu tới chân, tới bắp tay luôn.
rất là thoải mái, rất là dễ chịu, tôi nói là tuyệt vời. Và điều mà Như Quỳnh thích nhất là vừa mặt ta và chúng ta có thể ngủ luôn trên chiếc ghế. Teletron đặc biệt giới thiệu ghế massage 16.000 made in Japan là the best luxury medical chair in the world. Hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi, chỉ sản xuất 2.000 cái trên toàn thế giới theo tiêu chuẩn xe Ferrari, certified bởi nhà tạo mẫu Ken Okuyama, tặng nệm cứng chống đau lưng 100% Italy. Bàn ăn Sovaya 100% made in Italy, thời trang sang đẹp, sale đến 35% off, trả góp 4 năm không tiền lời. Mừng sinh nhật 9 năm Teletron Dallas Forward trong khu Asia Times Square Arlington. Kính mời quý đồng hương tham dự 2 ngày nhạc hội hoàn toàn miễn phí. Thứ bảy ngày 1 và chủ nhật ngày 2 tháng 10 từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối, quy tụ nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng: Mai Thiên Vân, Lam Anh, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà, Phương Hồng Quế, Lương Tùng Quang, Hồ Hoàng Yến, Thiên Kim, Huỳnh Phi Tiễn, Loan Châu, Leon Vũ, Bé Heo Phương Loan, Nguyễn Tiến Dũng, Phương Yến Linh, MC Việt Thảo, Giáng Ngọc cùng ban nhạc chi tiết. Teletron Dallas Forward trong khu Asia Times Square Arlington, 972 660 8999.